Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Bính Dần, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trận. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh lư trung hỏa, ngày Bính Dần tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, lư trung hỏa kỵ tuổi Canh Thân, Nhâm Thân, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất thành hỏa cục, xung với Thân, Hình Tỵ, Hải Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. Tuổi xung trong tháng: tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày: trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức Hợp tốt mọi việc, sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao Kính Tâm tốt mọi việc, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Cương xấu mọi việc, sao Kiếp Sát kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, sao Địa Phá kỵ về xây dựng nhà cửa, sao Thiên Ôn kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Nguyệt Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao Băng Tiêu Ngọa Hãm xấu mọi việc, sao Trùng Tang kỵ về cưới hỏi, an táng, sao Thổ Cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng, sao Ly Sàng kỵ về cưới hỏi, sao Độc Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Chính Đông. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Tý dễ mù quáng mà phạm phải sai lầm, dẫn đến việc phải trả giá đắt, tiền bạc mà bạn gom góp bấy lâu nay bỗng biến tan trong chớp mắt. Và với bạn tuổi Tý, bạn tin lầm người cũng nuôi lòng tham khi chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không hề nghĩ rằng có nhiều chuyện nguy hiểm ẩn chứa ở phía sau. Đâu có tiền nào từ trên trời rơi xuống cơ chứ. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có thủy sinh xuất cho mộc, cái điều này cho thấy với bạn tuổi Tý dễ chịu tổn thương về chuyện tình cảm nữa. Người ấy chẳng những không chịu an ủi mà còn trách cứ, tranh cãi với bạn vì những sai lầm, vì tổn thất về tiền bạc mà bạn đã gây ra. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, tài lộc thất thoát, tiền bạc bị tổn hao. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, không chịu tìm cách thay đổi tình hình thực tại. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, tình cảm có nhiều bất trắc,
không được như ý. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, dễ đánh mất đi hạnh phúc mà mình đang có trong tay. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, cần phải bao dung và tha thứ cho nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh. Cái điều này trợ giúp cho bạn tuổi Sửu khá nhiều trong công việc. Tinh thần làm việc nhiệt tình, hết mình của bạn tuổi Sửu đã gây ấn tượng tốt với cấp trên. Cùng với những thành quả mà bạn đã đạt được, bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn nữa. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc khối lượng công việc mà bạn sẽ làm tăng lên, độ khó cũng tăng lên, sức ép trên vai của bạn cũng ngày càng lớn hơn. Bạn tuổi Sửu cần phải sắp xếp công việc để đạt được hiệu quả cao hơn. Ngày này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu dễ nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn với người mình yêu. Tất cả cũng chỉ vì các bạn chẳng có nhiều thời gian dành cho nhau và bạn tuổi Sửu thì đã quá mệt mỏi vì công việc, cho nên cũng chẳng còn sức để dỗ dành người ấy nữa. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, đừng có để cho chuyện tình cảm làm cho mình sao nhã. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, có nhiều vấn đề cần phải giải quyết triệt để. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, có cơ hội để thăng tiến trong công việc. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, xung đột từ những điều nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, nên hiểu không phải là chuyện gì cũng theo ý mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021. Ngày thứ ba này với bà tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Dần đang gặp được ngày có thực thần che chở, cho nên con đường tài lộc của bà tuổi Dần càng ngày càng được hanh thông, thuận lợi. Ngày này, đối với những bạn làm kinh doanh sẽ dễ dàng kiếm tiền hơn đối với những bạn làm công ăn lương trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Dần, bạn cần phải quyết đoán, dứt khoát để đưa ra được những lựa chọn nhanh chóng và chính xác nhất. Thời cơ chẳng có nhiều, nếu như bạn để lỡ mất thời cơ thì khó có thể đạt được mục tiêu mà mình đã hằng mong đợi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc khí vượng. Cái điều này cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang gặp nhiều vấn đề cần phải chú ý, nhất là đối với những bạn có tiền sử về bệnh gan. Với bạn tuổi Dần nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng có tham công tiếc việc quá mà lại hại tới sức khỏe của bản thân mình. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, cần phải chú ý chăm sóc bản thân. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, kiếm tiền dễ dàng, nhất là đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, sức khỏe bị sa sút, gặp nhiều vấn đề. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, cần phải tập trung để nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, đừng có quên đâu là điều đáng quý giá nhất. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão đang có điềm báo bạn trải qua một ngày hung cát đan xiên, có những niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn nhau. Và với bạn tuổi Mão, bạn cảm thấy mình đang có được những hạnh phúc trong tình yêu, nhưng công việc lại thực sự là gánh nặng cho bạn.
Ngày này, bạn tuổi Mão đang gặp được ngày của Tam Hội Cục, mang tới tin vui khi mà người ấy dành cho bạn tình cảm chân thành. Với bạn tuổi Mão cảm thấy những hy sinh trước đó của mình thực sự là xứng đáng, bạn cũng đã được đối phương yêu thương và quan tâm hết lòng nữa rồi. Song, thương quan chiếu mệnh lại nhắc nhở bạn tuổi Mão trong ngày này cần phải chú ý hơn trong công việc, thái độ bất mãn, thiếu trách nhiệm của bạn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng mà chính bạn là người phải trả giá. Vài tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, công việc bị sa sút do thiếu đi sự tập trung. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tình cảm gia đình thoát khỏi mâu thuẫn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, gia đình có được sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, cần phải hiểu và trân trọng điều mà mình đang có. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, đừng có để cho mình đánh mất đi tinh thần. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn đang gặp được ngày Thìn dần tương hội, và cái điều này thì làm cho bạn tuổi Thìn không có thể nào che giấu được tình yêu khi mà từ trong từng ánh mắt, nụ cười của bạn đều hiển thị rõ ràng bạn đang rất hạnh phúc đến nhường nào. Với bạn tuổi Thìn, những ngày tháng cô đơn không còn chia sẻ những tâm tình sẽ không còn nữa, và bạn đã có người ở bên chia sẻ, an ủi mỗi khi bạn thấy buồn, cũng như là lắng nghe, chia sẻ với bạn hàng ngày nữa rồi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cái điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Thìn mất đi công sức gây dựng bấy lâu nay của mình trên con đường sự nghiệp, khi mà công việc của bạn đang bị tiểu nhân cản trở, quấy phá, khiến cho những kế hoạch mà bạn đang tiến hành bị dừng lại. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tình yêu xuất hiện khi mà bạn không thể ngờ tới. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, dễ bị tiểu nhân cản trở, gây đủ mọi rắc rối. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nhân duyên tốt đẹp, có được người mình yêu thương. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, công việc bất ổn khi có những việc cản trở. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, chuyện tình cảm không được như ý muốn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy về phương diện tình cảm của bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại, sẽ khiến cho bạn tuổi Tỵ đang phải chịu nhiều tổn thương về chuyện tình cảm. Nỗi buồn chôn giấu sâu trong lòng, bản mệnh thậm chí chẳng dám hé răng tâm sự nỗi lòng với ai. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn hiểu rằng mình đã có những lựa chọn sai lầm, nhưng giờ đây muốn quay đầu cũng khó khăn, muốn tìm về vòng tay che chở của gia đình, nhưng bạn lại sợ khiến cho người thân lo lắng, quả là tiến thoái lưỡng nan. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có thiên tài nhập mệnh, với khả năng kiếm tiền trong ngày hôm nay của bạn lại tăng lên vượt bậc. Bạn tuổi Tỵ vận dụng được những năng lực tiềm ẩn của mình, tận dụng được thời gian rảnh rỗi để tăng thêm thu nhập cho mình nữa rồi. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, kiếm tiền nhanh chóng bằng nghề tay trái. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, đừng nên to tiếng vì giận dữ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, có những chuyện nên đóng cửa bảo nhau là hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tiền bạc rủng rỉnh, không có nhiều vấn đề phải lo toan. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, cần phải tập trung để giải quyết những vấn đề về tình cảm.
Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bà tuổi Ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ, cho nên với bạn đang gặp được vận quý nhân sẽ giúp cho bạn giải quyết được khá nhiều vấn đề đang tồn tại trong mối quan hệ về tình cảm giữa bạn với người ấy. Những nút thắt khó khăn trước đó dần được tháo gỡ. Và với bà tuổi Ngọ đã thấu tỏ hơn được nỗi lòng của đối phương khi biết cách đặt mình vào vị trí của người ấy. Tưởng như không thể nào bỏ qua, tha thứ được lỗi lầm của đối phương, thì giờ đây bạn đã thấy lòng mình thanh thản và sẵn sàng bao dung và tiếp tục yêu thương. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh, sẽ giúp sức tạo điều kiện cho bạn tuổi Ngọ có được nguồn thu nhập vững vàng và ổn định. Bạn tuổi Ngọ sẽ không mất nhiều thời gian lo lắng hay là chạy vạy ngược xuôi để tìm kiếm tiền bạc hay vay mượn nợ nần nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim có được nguồn thu ổn định, vững vàng. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, quý nhân dẫn lối, may mắn gần kề. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, biết thông cảm và thấu hiểu cho người mình yêu. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, gia đình hạnh phúc, có nhiều niềm vui. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nên nắm bắt thời cơ ngay khi có được. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi trong ngày này nhận được sự giúp đỡ của chính quan chiếu mệnh, nhờ thế mà công việc của bạn tiến triển rất thuận lợi, hanh thông hơn nhiều. Và bà tuổi Mùi đã phát huy được đúng năng lực của mình nữa rồi. Bà tuổi Mùi trong ngày này đã tìm thấy được cơ hội để thể hiện bản thân, sở trường của mình được vận dụng tối đa và cấp trên khá hài lòng với tinh thần làm việc của bạn, và có thể tin tưởng trao cho bạn thêm nhiều trọng trách quan trọng nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bà tuổi Mùi lại đang gặp ngày có mộc thổ bất dung, cái điều này cho thấy chuyện tình cảm của bạn dường như vẫn là điều gì đó hết sức xa vời với bạn. Khi mà bản mệnh không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm với người mà mình thầm thương trộm nhớ. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, công việc có những bước ngoặt đáng mong chờ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy nên hiểu thời cơ không có nhiều, cần phải nắm bắt. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, mâu thuẫn tình cảm khiến cho gia đình bị rạn nứt. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, có nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, gia đạo kiếm ăn in, tranh cãi không thôi. Vài đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân á, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Thân đang có điềm báo bước sang ngày này gặp nhiều chuyện khó xử về tình cảm.
bạn đang cảm thấy mình ở thế tiến thoái lưỡng nan khi mà điều mà người ấy yêu cầu đi ngược lại với niềm tin trong bạn. Với bạn tuổi Thân, bạn sẽ nên dành nhiều thời gian để nói chuyện, bàn bạc với đối phương. Thân dần tương xung, bạn cần phải bình tĩnh để không nổi nóng, tranh cãi gay gắt với người ấy, khiến cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, có lẽ thay vì chú tâm quá mức vào chuyện tình cảm, thì bạn nên tập trung vào công việc của mình nhiều hơn. Điều đó sẽ giúp cho bạn nắm bắt được cơ hội khi mà trong ngày đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh mang tới cho bạn có được những cơ hội, và bạn nên giành lấy thành công trong công việc của mình. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có được thời cơ để tháo gỡ những khúc mắc trước đó. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, vợ chồng có sự tranh cãi, không tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, công việc được thuận lợi, giải quyết được nhiều vấn đề. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, có cơ hội để thăng tiến nhanh hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, dễ chịu tổn thương vì chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu đang có được một ngày với những niềm vui về con đường công danh, sự nghiệp cho bạn. Bạn tuổi Dậu được làm việc đúng với sở trường của mình và thành công cũng nhờ thế mà đến nhanh hơn với bạn. Với bạn tuổi Dậu, bạn cống hiến hết mình cho công việc, chẳng quản ngại khó khăn, vất vả, và bạn hiểu được mình đang làm gì và muốn gì. Bạn không đòi hỏi nhận được phần thưởng ngay lập tức, mà mong muốn để cấp trên thực sự hiểu được mình cái đã. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có mộc khắc với kim, cái điều này có thể cho thấy bạn tuổi Dậu đang có những lời nói vô tình khiến cho đối phương hiểu lầm, từ chối tình cảm của bạn gửi trao. Bạn tuổi Dậu cần phải tìm cách để giải thích cho đối phương hiểu về tình cảm thực sự của mình nữa. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tình cảm gửi trao không được đón nhận. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tình cảm gia đình không được hòa thuận. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, công việc được hanh thông, thuận lợi ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, được cấp trên yêu ái, trao cho thêm nhiều cơ hội. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, hãy cố gắng để tận hưởng cuộc sống của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọa Tuất phù trợ sẽ mở đường xe duyên cho bạn, đặc biệt là đối với những bạn đang còn độc thân, rất có thể sẽ tìm được một nửa cho mình trong ngày hôm nay. Với sức hút cá nhân của bạn tăng lên rõ rệt và dễ dàng thiêu đuổi được người ấy. Song, trong ngày này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho niềm vui trong ngày chẳng được trọn vẹn khi mà với bạn đang có những lời đồn thổi vô căn cứ, có thể khiến cho uy tín cá nhân của bạn trong công việc bị ảnh hưởng, những kế hoạch sắp tới bị ngưng trệ.
Và với bà tuổi Tuất, cần phải tìm cách để chứng minh sự trong sạch của mình. Bạn hãy dùng hành động thực tế thay vì nói suông, cay ngay không sợ chết đứng. Nếu như bạn đủ năng lực thì chẳng có ai có thể phủ nhận điều đó cả. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa có được quý nhân dẫn lối, tình duyên được vượng sắc. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, tiểu nhân gây ra những lời đồn đoán vô căn cứ. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc cần phải hành động thay vì chỉ ngồi nói suông. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim nên có những biện pháp kịp thời để giải quyết. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, tình duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 18 tháng 5 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Hợi trong ngày này đang cảm thấy mình thực sự là hạnh phúc khi có được người luôn ở bên chăm sóc, yêu thương mình như lúc này. Ngày này với bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày Hợi Dần nhị hợp, tình yêu khiến cho bạn tỏa sáng thực sự nữa luôn. Có tình yêu trong đáy mắt với bạn tuổi Hợi có vẻ ngoài rực rỡ, rạng ngời, người yêu đời hơn hẳn so với trước đây. Và với bạn tuổi Hợi cũng biết cách để bày tỏ tình cảm với đối phương để cho người ấy cũng có được trải nghiệm hạnh phúc như mình nữa. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này sẽ cảnh báo cho bạn tuổi Hợi, nếu không mềm mỏng linh hoạt hơn trong công việc thì có thể bạn sẽ gặp khó khăn hơn khi hợp tác làm việc cùng đồng nghiệp, bạn bè. Vì vậy với bạn tuổi Hợi cần phải cân nhắc từng lời ăn tiếng nói, hành động của mình nữa. Vài tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa có cơ hội để đón nhận tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ cần phải linh hoạt hơn nếu không muốn thất bại. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc cần phải trân trọng hạnh phúc mà mình đang có. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim cố chấp quá mức mà tự gây ra họa lớn cho mình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, vợ chồng lục đục, thiếu đi sự chia sẻ lẫn nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.